Tôi hello, xin chào cả nhà đã quay lại cái kênh dụng cụ nhật.net của em. Điện thoại của bên shop của em là số điện thoại 0933119646, mọi người gọi điện hoặc là nhắn tin vào cái số điện thoại này. Và những cái sản phẩm em bán là giá báo giá là cho phí ship. Thứ hai đó là em khi mà chốt đơn rồi, hôm nay chốt thì ngày mai buổi chiều em sẽ gửi hàng, không có giữ hàng. Những anh em nào muốn giữ hàng lại để gom lại nhiều gửi thì anh em chuyển khoản giúp em nha. Đấy, rồi cảm ơn anh em đã cảm ơn cả nhà đã quan tâm cái kênh của em. Mọi đóng ý kiến đóng góp thì xin gửi vào điện thoại vào cái số điện thoại của em để em tiếp thu. Rồi cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục cái video của ngày hôm nay, nói tiếp nữa. Thứ nhất là cái mô lách xịn tấp này, kiểu dáng rất là độc và nó dày, cực kỳ dày luôn, dày lắm. Cái này là sử dụng bền, không biết để tới đầy cháo luôn, chưa chưa hư nữa, nó không có hư luôn nữa. Nó rất cực kỳ dày mà nó thon gọn vô cùng nè, thấy không? Nói chung thì cái này nó mở từ 412 ly đến đến 49 ly, là nó khép tới đây ha, khép tới đây nè, và nó mở tối đa ra là được 49 ly mới nha, mới chát luôn, chưa có sử dụng. Nó bị bể đây nè, mới chát luôn. Cái này thì giá của nó là 380.000 mọi người, mã là 3117, 317, giá 380.000. Những cái molet này là độc chiêu nha, ít khi nào được gặp những cái molet này. Giá 380, mã là 317, giá 380. Rồi, đây là cái kéo cắt ống. Cái kéo cắt ống này, cái này nó cắt hình như được 42 ly đó mọi người, 42 ly. 42, đúng rồi, cắt được ống 42, 43 đó. 42, 43 đó. Ở đây nó có cái nữa nè. Cái này là nó cắt cái sợi dây nhỏ nè. Thấy không? Tức là cái thằng Mary này á, cái này là của thằng Mary. Nó thiết kế nó có cắt được cái chỗ này là mình để cái cọng dây điện cho mình cắt được đó, cọng dây cáp á, cọng dây anten á. Những anh em mà lắp đặt cái camera nữa. Rồi, cái này thì nó bị mẻ, nó mới nhưng mà nó bị mẻ nè. Nhưng mà nó không ảnh hưởng, mình cắt ống đâu có ăn thua gì, ăn thua gì tới chỗ cái chiếc giữa này. Đó. Cái này giá là 250, mã là 3121. 3121 với giá là 250.000, 250. Đây, đây là cái thức thủy của thằng hiệu Ebisu Diamond. Ebisu Diamond này lúc nào cũng là xịn và chuẩn, nội địa Nhật. Cái kích thước của thằng này là 450 ly, 4 tấc rưỡi á, 4 tấc rưỡi. Và nó không có 500 nhưng mà nó có được cái là cái này nguyên cái thân này nè, nó nhôm. Nó không bị bọng, nó không bị gỏng trong bên trong mà nó là nguyên một cái dày đặc như thế này thì cái độ chuẩn nó sẽ chuẩn. Chỗ này nè, chỗ này cái cạnh này nó sẽ chuẩn. Đó. Và khá là nhẹ, nhôm xịn nó nhẹ lắm. Cái này thì nó đã qua sử dụng. Giá ở đây mình bán là giá 230.000 một cây, mã là 2848, 2848 với giá 230.000, 230.000. Ở đây thì nó có được 45 90 với cái độ ngang đứng đây nè. Mã 2848 với giá 230. Rồi, đây là mũi phan của thằng Stem. Stem thì anh em đã cũng đã biết, nếu mà thường xem video ở trên YouTube thì có những cái kênh của kiểu anh em khác bán, họ review cho những cái mũi phan này thì cũng đã biết rồi. Về độ tốt và nó có những cái tính năng như thế nào thì anh em xem những cái video của những kênh khác này cũng biết. Cái này là mới chưa sử dụng luôn. Cái này nó được ba buổi là mũi 9, 12 và 15 ly. 9, 12, 15 ly. Nó có cái tay cầm như thế này để mình dặn nữa nè. Tại vì anh em có thể dặn bằng mũi, bằng cái máy khoan. Còn cái này nó có tay dặn, mình dặn tay nữa. Đấy. Cái mũi chiều dài của nó thì nó được 10, nếu mà nó khoét chiều sâu được 9 ly. Ủa, 9 cm. Khoét chiều sâu được 9 cm. Cái này giá 250.000 mọi người, 250. Bộ này 250, mã là 2903, 2903 với giá 250.000. Có bộ duy nhất.
kìm thuốc dây điện, kìm thuốc dây điện mặt veo mới chát luôn. Kìm này kìm nó tuốt được dây đôi, tuốt dây đôi tức là tuốt cái vỏ bên ngoài á, mình có thể tuốt được luôn. Cái loại kìm kia thì mình chỉ phải bắt buộc phải test làm hai, mình tuốt cái này nó bấm nó tuốt ra tuốt cái dây đôi nữa, cái dây mà cái vỏ nó bên ngoài nó bọc thêm một vỏ đó, xong rồi cái ruộng bên trong á. Đây thì mình test cái bên ngoài, test bên trong luôn. Đây mới chát luôn à, mới nha. Cái này thì nó cũng có sử dụng rồi nhưng mà nó mới tinh ha. Nè, hoạt động hoàn hảo luôn. Cái này giá 300 mọi người, mã là 3119, 3119 giá là 300. Kìm bấm cốt dây mạng. À, Denshan nó đi Nhật. À, mới chưa sử dụng nè. Mới chắc mới tinh luôn á. Mới full mới. À, nó bấm hai cỡ là cỡ 8B và 6B, 8 dây 6 dây gì đó. Đó. Cái này thì mình không có gành về bên mạng nhưng mình biết cái số thông số này là ở Việt Nam mình sử dụng thông dụng. Đà, bấm đầu cốt mạng. Cái này thì bán giá là 400, mã là 3120 với giá là 400. Cái này bên Nhật nó như là nó bán nó 1 triệu, 2 triệu 3. Mình về đây nữa thì cũng giá cao lắm. Giá 400, mã là 3120. Kéo kiển bằng đen. Kéo này thì mình khẳng định là không phải là nội địa, không phải nội địa, mà nó hàng của hàng thủ công, ổ hàng công nghiệp, đây là hàng của thằng Đài Loan hay là China không biết, nó không có xuất xứ nè, không xuất xứ bên ngoài, nó gia công ở đây. Mọi người kéo này bén nha, bén nhưng mà cái điểm sao nó, cái thép của nó không có cứng, thép nó mềm, chỉ là độ bén thì bén tốt lắm, hiện tại là bén rất tốt. Cái sim nè rất là tốt, bén không bị mẻ nha. Nó kéo này nó dường như là chưa có dấu hiệu sử dụng luôn, không có mẻ, không có gì hết, còn bén cực kỳ. Cái này thì giá 140, mã là 3114, giá 140. Cái này thì chưa ship, giá chưa có ship nha mọi người, giá 140.000. Còn cái này cũng vậy luôn, cái này ông này là hàng Nhật nhưng mà không có xuất xứ, không có xuất xứ, không biết ông nào làm luôn. Cái này không có dấu mộc, không có gì hết, nhưng mà mới nha, còn khá là mới. Mọi người thấy không, nó nói chung là nó làm á thì bén nhưng mà mình cảm nhận được cái độ thép nó không có toi, cái toi nhiệt á, nó không có bằng cái thằng Nhật Bản. Rồi cái này giá 200. Cái kích thước của nó thì chiều dài của nó là 20 đó, 20 cm, giá 200, mã là 3115 với giá là 200.000. Cảm ơn, nói chung cảm ơn mọi người đã quan tâm cái kênh của em, đã bỏ thời gian ra vào buổi tối để xem cái video, tại vì giờ này cũng khuya rồi. Thì em cũng buổi chiều em lên video hơi trễ, tại vì ban ngày mình vẫn soạn đồ về để gói hàng gửi đi, rồi có khi có việc gì có ngoài, có khi anh em lại đang mua đồ nữa, mình phải tiếp nữa đó. Nói chung là có một cái thì nó hơi vất vả. Rồi ở đây là cái kìm Nhật Bản, kìm này độc nè, kìm này mình thấy cũng có một số vài kênh đó có review, nhưng mình ở đây thì mình chưa có, và lần đầu tiên mình thấy cái kìm này. Và cái này hàng nội địa nè, đây nó để chữ anh tra khỉ chữ Nhật đây nè. Kích thước của nó là 200, khá là mới luôn, mới chát, vỏ cũng rất là dày. Cái này nó bấm được hai cỡ cốt, và nó ở đây nó tuốt dây điện luôn, và cái này nó do đầu ống được đây. Nó do đầu ống nè, thấy không, tức là cái ống mình đút vô nó dò ra. Kích thước cái này giá 220, mã là 3118, 3118 giá 220.000. 220. Đây, còn đây nữa là những cái mũi khoan của thằng Stem nữa. Cái mũi khoan này thì dành cho những anh em làm thợ mộc và làm những cái đồ lớn á. Tức là mình nói những cái bàn á anh em. Cái bàn như thế này nè, cái bàn này nè. Cái bàn này lúc trước mình kiếm không có được cái cây như thế này. Tức là anh em muốn cái bàn cái kiểu mà nó cái chân mà nó chân sắt mà chân ống nước á. Và nó chỉ có đơn chân thôi, tức là nó cái mặt bàn mình phải bắt buộc mình phải dày, và dày mình phải ghép thì nhiều miếng, ghép nhiều miếng lại với nhau, mà ghép lại miếng với nhau thì nó sẽ xảy ra là nó vên. Nếu mình để lâu ngày mình dán keo, mình không có cái gì đó để mình xuyên ngang cái tấm ván, xuyên ngang tấm ván thì nó sẽ bị vên đó, nó bị vên cái tấm ván, cái mặt bàn nó bị vên, hoặc là nó nứt ra, như cái mặt bàn này nó bị nứt nè, mặt bàn này nó nứt đớn, mình
mình không có cái tức là thay vì nó mình có thể làm cái chốt gỗ mình giữ nhưng mà nó vẫn nứt, nếu mà sử dụng như thế này nó vẫn nứt. Thì cái này công dụng của cái này đó là mình phét cái cạnh xuyên ngang luôn cái gỗ để mà đóng một cái cây ngang nữa, một cái cây tròn vào ngang giữ ngang nữa. Và cái này để mình làm những cái cột, làm những cái mộng gỗ, cái bàn vân vân. Nói chung là cái nào ứng dụng được thì mình cứ ứng dụng. Tại vì cái này một số hồi xưa mình thấy có một số anh em cũng hỏi kiếm những cái cây này khó kiếm lắm, nó kích thước nó dài lắm, tối đa này luôn nè là năm tấc á. Cây có cây nhỏ thì ngắn hơn, cây dài là 5 tấc, 4 tấc mấy, cây nhỏ nhất là 4 tấc mấy, còn cây lớn nhất là 5 tấc. Cái này nó mình xỏ cái tay ngang á để mình cầm mình quay xấy ngang, còn mới chát luôn nha, cây này còn mới chát, bén cực kỳ bén. Ở đây nó kích thước mấy để em xem coi, nó có ba kích thước này để em đo nè, nó mới biết được cái chính xác là kích thước mấy. Một cái là 13 ly mọi người. Một cái 13 ly. Đây nè, để này, đây. Nó bị xét quá nhìn không thấy được. Nói chung là cái này là 13, số 13. Một cái lớn là 13 ly. Cái này mấy ly đây? Cái này 12. Một mũi 12, một mũi 13. Hôm nay chắc 8 ly quá. Hôm nay 9 ly rồi. Này nó để xuống xe số 9 nè. Rồi 9 ly mọi người. 9 ly. Nó là một cây 9 ly, một cây 12 ly, một cây 13 ly. Và kích thước của nó là từ 4 tấc rưỡi cho đến 5 tấc. Đó. Cái này giá 150 ngàn một cây. 150 ngàn nha. 150. Cái này nói chung là nó có, nếu mà cũng có thể một số người sẽ không sử dụng, có một người thì rất là cần, các anh em, có số anh em rất là cần. Cái này giá 150 ngàn, mã là 2800, 150 ngàn một cây, 2800 giá 150 ngàn. Cứ lá hẹ đây anh em kiếm nhiều nè, nhưng mà cái cây kia thì mình đã bán hết rồi. Cây này mình còn một số cây đó nhưng mà chưa soạn lại nữa, cũ. Cái này mới. Cưa lá hẹ, cưa kiển, cưa cành, giá 100 ngàn, mã là 3116, 3116 với giá 100 ngàn. Ơi mệt á. Rồi đây là cái mỏ lết răng của thằng MCC 350, là nó chiều dài được 350 á, bật nhảy rất là tốt. Đây răng cỏ thì họ nói là mấy cái đầu bỉ này thì nó chỉ có cái là nó xét thôi, chứ nó răng cỏ thì nó không có gì chăng, quên lắm, nó chỉ xét nó dính cứng nhắc thôi. Nhưng mà để lâu bên ngoài ý nó xét, chỗ này nó không có để bên ngoài. Cái này những cái cửa hàng nó bán đồ cũ này với nó sử dụng nó thanh lý liền á. Cái này thì nó dặn được, đây đo được 48-49 á, chưa được 50, chắc là mở ra được 50, 8-49 vậy miệng đây nè. Rồi cái này giá 380, mã là 2779, giá chưa phí ship nha mọi người. 2779 giá 380 ngàn. Kìm cắt Fujiya, Fujiya kìm này mới nè, kìm này mới chát luôn, kích thước của nó là 150. Đó. Cái loại này thì mới sau này, nó in laser chứ nó không có dập như ngày xưa. Rồi cái này giá 180, mã là 2430 với giá 180 ngàn. Kìm nhọn Fujiya. Kìm này thì nó, cái cây hồi nãy là kích thước nó 150 đó, còn cái này là kích thước nó 165 luôn nè, 165-170. Cái này giá 130, không gơ nha, không bị gơ, tại vì cái găng nó đẹp nè, nó đâu có dễ bị gơ, thấy không?
Cái này thì nó cái lỗ này nó chỉ là giữ cái thôi. Giá 130, mã là 3104. 3104 có giá 130. Còn cái này, cái này thực chất nó là một cái nó bằng nhôm là nó mới chát à. Thực chất nó là một cái mà ở trong cái cửa hàng thời trang á mà mọi người mua cái này nè về, tức là họ để cái treo lên cái giá này kẹp vô. Cái này là để một cái mannequin á, cái đầu mannequin á của người mẫu mannequin á, nó để ở đây nè, xong rồi nó trang trí vậy đó, à, nó đội nón hay gì đó, không á, à, cái này nè, cái này mới chát luôn, nhưng mà bán nó về đây thì mình bán cho anh em chú bác mình sử dụng, có thể là mình chế cháo gì các thứ, thì nó đây nó kẹp đây, kẹp ở đây. Còn cái này nó mở ra, mở ra thì mình có thể xây như thế này đó, muốn xây cái chiều nào đó mình xây ngang cũng được đó. Rồi xong rồi khóa lại ở đây, xây khóa lại. Cái này thì để đâu cái thứ này, mọi người hình dung ra là nó tới đây, thấy không, nó mười mấy nếu mà tính tới tới cái khúc như này là 17 nè, 17 cm mới chát luôn. Giá trên này nó để 1.900 nè, là 400 mấy. Cái này mã 3099, giá 150.000. 3099 với giá 150 cho nên về chế cháo các thứ. Rồi đây là cái kìm, cái kéo cắt dùng cho anh em sợ tựa ron kiến kính xe hay là các thứ, chung là nó làm nhiều công dụng lắm, nhiều công dụng. Nội địa Nhật nha, của hàng này mà giá nó tới 500 mấy 600 ngàn, là nó cắt cái cộng ở đây á, thì nó là cắt cái sợi mà sợi gon của cái kính á, của kính xe hoặc là những cái kính cửa nè, kính cửa kiến á, đây đó, nó để cái nó hình dung đây này, cắt mình có thể cắt được các những cái loại nào mà nó công dụng đó, công dụng cắt để mà xéo mình dán gốc vậy đó. Vậy đây, đây nó có những góc độ như thế này, chỉnh gốc đó là cắt gon rồi đó, gon kiến gon các thứ mới chát chưa sử dụng. Đây, cái này cũng vậy lắm, muốn bao nhiêu độ thì cứ để vô và quất thôi. Đây nè, cái sim là cắt này ngon lành luôn, thấy không? Đó. Cái này thì giá 350, giá 350.000, mới chưa sử dụng. 350, mã là 3093. 3093 với giá là 350.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta tiếp tục nữa. Mệt quá, sáng giờ chân cơm, có chiều giờ chân cơm. Giờ này là lúc này đang quay video cho mọi người xem là như là cũng 8 giờ. Bóp lên nữa thì cũng 9 giờ quá. Đây, cái bào gỗ. Ôi, không kịp thời gian rồi. Bào gỗ, cái này hàng nội địa Nhật, nhưng mà cái này là cái lưỡi như hôm trước em đã nói có một cái video đó. Tức là cái lưỡi này là cái loại lưỡi lưỡi công nghiệp, tức là nó kẹp vô đây chứ nó không phải là lưỡi giấy. Nó kẹp vô, nó hai mặt. Ở trong này nè, nó hai mặt, như hôm cái video trước, cái video nào đó mọi người xem lại giùm em. Tức là nó hai mặt đây có rồi. Nè, cái lưỡi này nè. Để không thời gian để em tháo cho mọi người xem. Tức là nó hai mặt, thì hai mặt lưỡi thì mọi người xài mặt lưỡi này nó bị mẻ thì mình xài qua đây. Còn cái này mình mài, vẫn mài được. Mình mài hoặc là mình chế cái lưỡi khác nếu mà hơi rồi. Cái này giá là 250, mã là 2905, giá 250.000. Cái kích thước bề ngang của nó, bề ngang lưỡi á, được thì chắc 4 tấc mấy quá. Ở 45 46 cm. Ở 45 46 ly á là 4 phân rưỡi. Giá 250, mã là 2905. Còn cái bào này thì lưỡi thủ công nhưng mà bị mẻ nha, bị mẻ nè. Mài lại. Cái này mài hay cực, lưỡi nó cứng lắm. Phải dùng đá mài Nhật mới trị nó được. Cái kích thước ngang của nó là cũng là bố. Cái này thì mở miệng của nó được 5 cm. 55 đó, thường là nó 55 ly. Mình đo thì hao hạ là 5 cm.
hơi cũ, giá 200, mã là 2829 với giá là 200 nghìn. Kiểm mẫu quả lobster răng này, này thì không có nói nữa rồi, quá nhiều bán quá nhiều cái cây này. Dạ, là giá 100 ngàn, mã là 2748 với giá 100 nghìn. Rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm cái video này. Hẹn mọi người vào ngày mai. Còn đây là những cái đây nè, một cái kìm bấm cót, một cái xà cày, một cái tô để bàn, và một cái mổ lết nhỏ, một cái mổ lết răng KTC. Thì mọi người xem có thể gọi điện hỏi em nha, hỏi giá luôn. Tại bây giờ cái video nó hết thời gian rồi. Bây giờ nếu mà cắt thêm cái video nữa thì nó mất thời gian quá, nó không còn khúc nhỏ quá. Đó. Thì mọi người có thể hỏi em. Rồi, cảm ơn mọi người, chào mọi người.